Thương để ai siêng năng tôn kính đến thánh cả Giuse trước tượng ảnh này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh Người rạng ngời tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp hoàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban. Muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Thánh Giuse, đời đời vinh phúc bên ngai tòa của Chúa Trời. Xin Người rủ tình nguyện thương ghé mắt trông nom đến các gia đình nguyện. Cha Thánh Giuse,
gương khiêm nhường cần lao, nhân hậu công chính khiết trinh. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Người sẽ an ủi
vỗ về. Hãy đến cùng Giuse, sẽ chẳng về tay không. Ai chôn chuyên trong đời, ai gánh vác nặng nề, ai sầu khổ sớm hôm. Hãy đến cùng Giuse. Chẳng về tay không,
trong đời bao gian nan muôn phiền, xin dâng trao cho người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Nhật thứ 4 phục sinh nhắc nhở các linh mục, tu sĩ về ơn gọi cao cả Thiên Chúa đã mời gọi. Tin mừng theo Thánh Gioan này cho thấy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, luôn yêu thương chiên của người, dù chiên ngỗ nghịch, phản bội hay yếu đuối, lúc nào người cũng tìm kiếm chiên lạc, hy sinh cứu chiên và quy tụ những chiên quanh một vị mục tử duy nhất để tất cả được sống trong hiệp nhất, hòa thuận, yêu thương và bình an. Hội Thánh cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tất cả mọi người đều được mời gọi làm trong vườn nho của Chúa là giáo hội. Vì thế, chúng ta không thể làm ngơ trước hiện tình thiếu hụt thợ làm vườn. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện và dâng thánh lễ thật sốt sáng để cầu cho các linh mục, tu sĩ và xin có nhiều mục tử tốt lành. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, giáo xứ phục lễ chúng ta long trọng mừng kính Thánh Giuse thợ. Đồng thời Ngài cũng là quan thầy của giáo khu Giuse. Trong suốt cuộc đời trần thế, Thánh Giuse đã luôn lắng nghe và vâng theo thánh ý Thiên Chúa bằng tất cả tâm tình đơn sơ phó thác. Dù trong những lúc gặp khó khăn bế tắc, Ngài vẫn hết mực chăm lo, bao bọc và chu toàn trách nhiệm với Chúa Giêsu và Đức Maria. Hôm nay, chúng ta cũng đang đi lại trong những chặng đường của Thánh Giuse, có niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn trở ngại. Nhưng dù cho có gặp bao nhiêu thử thách trong đời, chúng ta hãy biết noi theo gương thánh cả, giữ trọn niềm tin, cậy mến
và sống một đời công chính ngay lành để xứng đáng được Chúa ban phần thưởng quý báu nước trời. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc làm gia trưởng cùng mọi thành phần trong giáo khu Giuse được tràn đầy ơn Chúa, và cũng xin thánh cả hằng cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta ý thức được việc lao động và phục vụ để chúng ta xây dựng gia đình, cộng đoàn và giáo xứ như lòng Chúa mong muốn. Giờ đây xin mời cha cùng cộng đoàn đứng, xin cái đoàn hát ca nhập lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa toàn thể công đoàn, đầu lễ chúng ta đã nghe lời dẫn lễ nói hôm nay là lễ Chúa Chiên Lành. Chúa chăn dắt đoàn chiên. Những người được chăn dắt thì ngày mừng lễ ngày hôm nay đó chính là Chúa Giêsu được Thiên Chúa là Cha đến sai đến trần gian để chăn dắt nhân loại chúng ta, để chúng ta được nghe tiếng Chúa. Và ngày hôm nay đại diện cho Chúa đó là Đức Giáo Hoàng, đó là Đức Cha giáo phận của chúng ta đang chăn dắt, mà chúng ta được gọi là con chiên của Thiên Chúa. Vậy mỗi người trong cộng đoàn chúng ta ý thức được sứ vụ, chúng ta được kết hợp với Chúa qua bí tích giải tội, rửa tội, để chúng ta cùng trở nên những người mục tử nhân lành trong tình yêu thương, để chúng ta chăn dắt người con, chăn dắt cộng đoàn, chăn dắt mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, để ơn của Chúa được phủ đầy nơi đời sống của mình, đặc biệt là được lắng nghe tiếng Chúa mời gọi chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay cùng với giáo khu Giuse tạ ơn Chúa, đặc biệt xin ơn thánh Giuse luôn luôn đồng hành với cộng đoàn trong giáo khu cũng như mọi thành phần dân Chúa. Lao động rất vất vả, rất mệt mỏi, nhưng nếu chúng ta có tình yêu, sự hy sinh thì sẽ nhẹ nhàng, giống như thánh cả Giuse đã chấp nhận cả cuộc đời mình hy sinh vì mẹ Maria, đặc biệt là vì Chúa Giêsu, để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại chúng ta. Xin ơn lành của Chúa chúc lành cho toàn thể giáo khu, để giáo khu luôn luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi và mọi sự trong ơn nghĩa của Chúa. Và hiệp dâng thánh lễ hôm nay xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho một gia đình xin lễ cho được bình an, và một gia đình cũng xin lễ dỗ cho linh hồn Giuse nhân ngày dỗ mãn tang. Và cộng đoàn chúng ta cũng cầu nguyện cho ông cố Giuse và Maria nhân ngày lễ dỗ. Xin ơn lành của Chúa chúc lành cho toàn thể cộng đoàn chúng ta, cũng cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Đặc biệt cộng đoàn cũng không ta cũng không quên cầu nguyện cho các đấng tiền nhân của chúng ta mà chúng ta đang xây ngôi mộ để thờ phượng các ngài.
với tất cả những ước nguyện trên cộng đoàn, chúng ta hãy thành tâm thú lỗi tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành một mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, đối tại tôi mọi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới nếp cho người tiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chờ tâm Chúa, chúng con đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Đa Minh và bà cố Maria nhân ngày giỗ ngày 30 tháng 4. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô vì mục tử oai hùng của chúng con đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài trích sách công vụ tông đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với dân chúng rằng: Toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và là Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa là mùng từ chân dẫn tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh, Người cho tôi làm nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sung cho tôi. Tay người hằng dẫn dắt con đi, đi trên nẻo ngay chính lộ. Chính vì uy danh, dù đi qua miền tăm tối, lòng tôi không hãi vì Chúa cùng người gìn giữ. Sẵn cho tôi ở ngay, ngay trước mặt bao kẻ thù. Xưng đượm dầu thơm trên đầu của tôi. Và ly tôi chứa rượu ngon dư tràn, vì người quá yêu thương. Chúa và lòng nhân từ theo tôi trọn cả kiếp người. Tôi đường ở trong đền thánh của người ngày đêm. Thời gian năm tháng dài lâu vững bền, thần hạnh phúc vô biên. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy,
Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó tắc thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử, đấng chăm sóc linh hồn anh em. Đó là lời Chúa. Anh chị em, ông cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Tôi là mục tử nhân lành đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Đó là lời Chúa Giêsu ví mình như là người mục tử đã chấp nhận cuộc đời để hy sinh vì những con chiên. Và kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Chúa cũng đưa ra cho chúng ta nhìn thấy một cánh đồng thật là bao la bát ngát, và có đồng cỏ xanh tươi, trên đó có rất nhiều con chiên và có người chủ chăn chiên. Tin mừng nói Chúa Giêsu ví tất cả mọi sự trong tin mừng hôm nay, Chúa là mục tử đi trước, còn đoàn chiên thì nghe tiếng chủ chiên, và con chiên thì chủ chiên đi trước và đoàn chiên đi theo sau. Vậy thưa cộng đoàn, ngày hôm nay tất cả cộng đoàn chúng ta đều được mời gọi là con chiên của Chúa Giêsu. Không phải Đức Giáo Hoàng là chủ chiên,
không phải đức cha là chủ chiên, không phải linh mục là chủ chiên. Vì trong tin mừng theo Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu nói với ông Phêrô, Phêrô, anh hãy chăn dắt chiên của thầy. Chiên của thầy chứ không phải là chiên của Thánh Phêrô. Vậy thì chúng ta chính các đấng giáo hoàng hay giám mục được gọi là tháp nhập vào đoàn chiên, là chủ chân của Chúa Kitô, được cộng tác với Chúa, và đoàn chiên đó là đoàn chiên của Chúa chứ không phải đoàn chiên của bất kỳ một ai trên trần gian này. Vậy thưa cộng đoàn, nếu chúng ta nhìn vào nơi đời sống của chúng ta là những con chiên thì Chúa mời gọi chúng ta hai điều mà trong tin mừng đã thuật lại cho chúng ta. Con chiên thì nghe được tiếng chủ chiên. Nghe được tiếng chủ chiên nghĩa là nó nghe được cái giọng nói, âm điệu và cứ điệu của người hướng dẫn nó. Vậy thì trong cộng đoàn chúng ta được gọi là con chiên của Chúa. Chúng ta đã nghe lời của Chúa từng ngày, nghe những sứ điệp của Chúa, để rồi chính đời sống của chúng ta cảm nhận được cái niềm vui, lòng an ủi khi cuộc sống của chúng ta có những khó khăn vất vả, vì chính lời của Chúa đang sống trong tư tưởng, tâm hồn và con người của chúng ta. Khi chúng ta nghe được lời Thiên Chúa như vậy thì sẽ được biến đổi đời sống của mình, nghĩa là được trở nên đồng cỏ xanh tươi, để chúng ta được đón nhận từng ngày cái đồng cỏ đó. Con lấy những cái ví dụ để cộng đoàn chúng ta được lắng nghe, giống như lời của các thánh của chúng ta, như lời của Thánh Phanxicô khó khăn khi ngài nghe được một câu lời Chúa, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì. Thánh Phanxicô Xavier cũng nghe được một lời đó và chính ngài từ bỏ từ cái việc muốn đòi tìm danh vọng ngoài xã hội, thì ngài đã trở về phục vụ Chúa, phục vụ tin mừng, và cuộc đời của ngài không phải là hết mà vẫn được lưu truyền đến ngày hôm nay. Sự sống của các ngài vẫn đang được lưu truyền đến đời đời. Vậy trong cộng đoàn chúng ta cũng vậy, lâu lâu mỗi năm chúng ta bốc một câu lời Chúa thôi, cảm nhận thấy Chúa đang đánh động, Chúa đang mời gọi, Chúa đang thực thi nơi cuộc đời của chúng ta, để rồi những cái giá trị trong cuộc đời của chúng ta đang được thể hiện qua những câu lời Chúa đó. Vậy thì con chiên thì nghe được tiếng chủ chiên. Còn nhiều điều mà muốn chia sẻ với cộng đoàn nhưng không có thời gian. Điều thứ hai mà con chiên thì là đi theo sau chủ chiên. Có năm ngoái con đã chia sẻ Đức Cha Giáo Phận Hưng Hóa, ngài có nói khi ngài sang bên đất thánh, ngài nhìn thấy có một đoàn người đang đi. Kinh Thánh thì bảo là chiên, chủ chiên đi trước, còn con chiên đi theo sau. Mà ngài lại nhìn ngược lại, ở đứng đằng sau thì rất nhiều người đang lùa đoàn chiên đi, mà chiên thì bị lùa lên, chiên đi trước còn chủ đi theo sau. Thì hỏi người ta, đấy không phải là chủ chiên, đó là những người đang chuẩn bị cho chiên vào nhà máy để thịt, để xén lông, để giết hại chiên, đấy không phải là chủ chăn chiên. Vậy thưa cộng đoàn, chủ chăn chiên là người đã đi trước, chấp nhận giống như trong lời Chúa ngày hôm nay mời gọi. Chủ chiên là người đi trước, còn con chiên đi theo sau. Đang muốn chia sẻ với cộng đoàn chúng ta phải đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Đó là con đường thập giá, đó là con đường đau khổ, đó là con đường vất vả. Giống như trong cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta ngày hôm nay rất nổi tiếng. Nổi tiếng vì có những sự khổ, sự khó của một gia đình, đó là gia đình của bác Ánh, mà toàn đất nước Việt Nam đều biết đến giáo xứ Phục Lễ chúng ta, vì một người bị hại, vì thiệt thòi của một người, một gia đình, để rồi giáo xứ chúng ta cũng nhiều người biết đến. Nhưng thưa cộng đoàn, chính trong cuộc đời của gia đình bác Ánh đó họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu.
một cái giá trị nơi đời sống của chủ chiên đá đi trước, Ngài cũng bị hiểu lầm, Ngài cũng bị hại, Ngài cũng bị đóng đinh trên thập giá hoàn toàn vô tội. Vậy thì gia đình của bác Ánh cũng vậy, ngày hôm nay cũng hoàn toàn là vô tội trước cái biến cố người ta lầm tưởng hại người khác, thù người khác mà lại lây vào đời sống mình. Vậy thì chính gia đình của bác Ánh ngày hôm nay giống Chúa một mức độ rất trọn vẹn nơi đời sống của mình. Vậy thưa cộng đoàn, nhờ lời Chúa, chính Chúa đã đi trước như vậy để rồi chúng ta đi theo sau cũng được một niềm an ủi trong cuộc sống. Mình trở nên giống Chúa, mình bị người ta hại giống như Chúa Giêsu ở trên thập giá cũng bị người ta hại như vậy. Cũng người bị người ta hiểu lầm, cũng bị người ta làm cho thiệt mạng, hay là Chúa Giêsu thiệt mạng. Còn gia đình bác Ánh đây, nhất là bác Nở và con trai, thì đang trong thơ cơn nguy cấp như vậy. Vậy thì chúng ta được trở nên giống Chúa là đi con đường của Chúa đã đi. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta nhìn nhận cái giá trị đó để chúng ta tiếp bước đi theo chủ chiên và con chiên. Kính thưa cộng đoàn, đối với chủ chiên thì hy sinh tính mạng vì người mình yêu, vì con chiên. Vậy thưa cộng đoàn, hy sinh nghĩa là gì? Hy sinh, chúng ta cứ nghĩ là hy sinh là chúng ta chấp nhận cái chết vì người mình yêu, điều đó rất đúng. Nhưng mà thưa cộng đoàn, con đọc qua, tìm hiểu qua tiếng Hy Lạp, hy sinh là dám chấp nhận đưa cuộc đời, cuộc sống của mình trước mặt người khác để cuộc đời, cuộc sống của mình làm cho người khác được hưởng dùng những cái giá trị trong cuộc đời của chúng ta. Hy sinh là cuộc đời của chúng ta đưa đời sống của chúng ta như là thức ăn, thức uống trước mặt của người khác để cho người khác được hưởng dùng những cái giá trị đó. Vậy thưa cộng đoàn, chính Chúa Giêsu ở trên cây thập giá đã chấp nhận hy sinh, nghĩa là đưa cuộc đời của mình, giọt máu của mình, thân xác thịt của mình để cho nhân loại chúng ta hưởng dùng những cái giá trị nơi đời sống của Ngài. Vậy mỗi người trong cộng đoàn chúng ta giống như là những người mục tử cũng phải chấp nhận đem cuộc đời của chúng ta trở nên tấm bánh, trở nên đời sống cho anh chị em của chúng ta hưởng nhờ những ân lộc, ân phúc của chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta nhìn vào nơi tấm gương của Thánh Giuse mà hôm nay chúng ta mừng kính. Ngài là mẫu gương về lao động nơi đời sống của nhân loại chúng ta. Ngài là một mẫu gương đón nhận vâng thánh ý Chúa để rồi thực thi tất cả những công việc của mình với một lòng yêu mến. Cộng đoàn chúng ta thử nghĩ xem, Thánh Giuse không họ hàng, không có sự thân tình hay là không có cái gì đặc biệt đối với Chúa Giêsu về máu mủ, thế mà Ngài cả cuộc đời của mình chấp nhận làm công việc vất vả để lo lắng chăm sóc cho thánh, cho mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chúng ta thường nói Thánh Giuse nhận Chúa Giêsu chỉ là con nuôi thôi, nhưng với một cái tình yêu thật là cao cả, cao trọng, Ngài dám chấp nhận bỏ tất cả cuộc đời của mình, hy sinh mọi sự để nuôi dưỡng mẹ Maria và thánh cả Giuse. Vì chúng ta phải nghĩ vào trong hoàn cảnh của người Do Thái. Hoàn cảnh của người Do Thái thì bất kỳ người đàn ông nào phải có con, phải có con trai để nối dòng, để đem lại cái lợi ích cho tương lai. Vì lời của Chúa nói với tổ phụ Abraham rằng con cháu ông sẽ phải sinh như sao trên trời cắt dưới biển, nên là họ phải nhìn nhận cái điều đấy. Thế mà Thánh Giuse chấp nhận không có con cái về mặt thể lý, về duy truyền, chấp nhận điều đấy không phải là dễ dàng đâu thưa cộng đoàn, và chấp nhận phục vụ Chúa Giêsu và mẹ Maria.
Vậy mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, đôi khi trong cuộc sống của chúng ta có những tinh thần gương sáng hay là sự hy sinh nghĩa cử của chúng ta đối với người khác, đó cũng là một tình yêu mà chính Chúa mong muốn nơi cộng đoàn chúng ta. Hãy nhìn nhận những cái giá trị để chúng ta đón nhận được ân lộc, ân phúc mà Thiên Chúa trao ban qua tình yêu, qua sự hy sinh, qua những nghĩa cử của cộng đoàn chúng ta để tin mừng của Chúa mỗi ngày một lan rộng hơn. Bên cạnh đó, Chúa cũng mời gọi mỗi người trong cộng đoàn chúng ta hãy ý thức được chính chúng ta là những mục tử chăn dắt anh chị em của mình qua nghĩa cử hy sinh, qua tình yêu mà chúng ta dành cho người khác, cũng như mỗi người trong cộng đoàn chúng ta ý thức được cái giá trị là tin mừng của Chúa phải được loan rộng, loan xa để chúng ta mời gọi, động viên và đồng hành để con cháu của chúng ta đáp lại tình yêu đó qua việc dám hiến dâng, phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh nơi Đức Chúa Cha từ trong muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu phi la tô, người ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người lại đến trong vinh quang phán xét kẻ sống và kẻ chết, sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống mình bằng cái chết trên thập giá và sự phục sinh vinh hiển để cho đoàn chiên được sống muôn đời. Ngài lại cho Thánh Giuse trở nên cha nuôi của Chúa Giêsu qua mẫu gương phục vụ và hy sinh. Trong niềm vui của ngày mừng kính thánh cả Giuse, quan thầy của giáo khu Giuse hôm nay, với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng thành tâm khiêm tốn dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh theo gương Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, hết lòng chăm lo nuôi dưỡng đàn chiên Chúa trao phó bằng hy sinh phục vụ, nhất là sốt sáng cử hành các bí tích để Chúa ban ân sủng. Nhờ đó, dân Chúa được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con.
chẳng thiếu thốn chi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ và lấp đầy những thiếu thốn trống rỗng trong tâm hồn các tu sĩ bằng ân sủng của Chúa, để họ sống vui tươi, thánh thiện trong đời dâng hiến. Và cũng xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ luôn đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách mà vẫn luôn trung tín. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người Kitô hữu đang bị thử thách trong bệnh tật, gánh nặng và đang bị lung lay về đức tin, luôn biết chạy đến cùng Thánh Giuse để xin Ngài cầu thay nguyện, hầu có thể vững vàng tin tưởng nơi Chúa và đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hòa cùng với niềm vui mừng quan thầy hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị em trong giáo khu Giuse luôn tràn đầy ơn Chúa, để mỗi ngày sống hạnh phúc, bình an và công việc thuận lợi. Đặc biệt xin ơn Chúa cho gia đình Bắc Ánh đón nhận được ơn Chúa và sự quan tâm của mọi người, giúp gia đình họ vơi đi những đau khổ về tâm hồn cùng thể xác. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa luôn luôn quan phòng mọi sự, xin ban cho chúng con ơn sức mạnh để chúng con quyết tâm và nỗ lực noi gương Thánh cả Giuse, sống tín thác vào Chúa để chúng con biết thay đổi lối sống và tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Dâng con dâng cha lòng ta.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cừu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng con, đặc biệt xin Chúa ban ơn bình an, niềm vui, hạnh phúc, công việc thuận lợi cho giáo khu Giuse của chúng con. Xin Chúa cũng trả công bồi hậu cho tất cả những ân nhân, thân nhân, những người đã giúp đỡ cho cộng đoàn chúng con cách này hay cách khác. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn tiền nhân, ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng con. Các linh hồn xin chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, cứu Cha chỉ đến, ý Cha đến dưới đất không như trên. Nhưng cứu chúng con trọn. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, nâng xoa tội.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời,
Xin kính mời cộng đoàn nghe rao hôn phối. Giáo phận Thái Bình, giáo xứ Phục Lễ, có anh Giuse Nguyễn Ngọc Thắng, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1997, là con ông Giuse Nguyễn Ngọc Chiến và bà Maria Trần Thị Lan, địa chỉ giáo họ Đồng Phú, giáo xứ Phục Lễ, giáo phận Thái Bình. Xin kết hôn với chị Nguyễn Thị Minh Hương, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1999, là con ông Nguyễn Xuân Nghi và bà Phạm Thị Tho, địa chỉ xóm 8 Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định. Vậy ai biết hôn phối trên có mắc ngăn trở gì về luật giáo hội thì xin báo cho cha xứ, ai biết mà không báo cáo thì mắc tội trọng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy cha là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin cha giờ đây thương đoái dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta an tọa một chút. Thầy lời cho toàn thể giáo khu Giuse chân thành cảm ơn quý dì, cảm ơn quý hội đồng mục vụ giáo xứ và quý cố, cũng như tất cả mọi người, đặc biệt các đoàn hội ngày hôm nay, ban kèn, ban trống và ban ca của giáo khu hôm nay hát cũng rất là tuyệt vời. Xin Chúa trả công cho tất cả mọi người trong cuộc sống của chúng ta để có những cái giá trị như cuộc rước vào cái đứa giờ 3 giờ chiều như vậy cũng không phải dễ dàng có được. Nhưng cộng đoàn chúng ta đã nhìn nhận thấy đức tin của chúng ta, yêu mến Thánh cả Giuse, yêu mến tinh thần của giáo xứ chúng ta, nên mọi người đã hy sinh như vậy. Đó là một nghĩa cử rất cao đẹp. Nghĩa cử này không chỉ bằng những hành động của nhà chúng ta, mà hành động của chúng ta nói lên lòng bác ái, yêu thương đối với gia đình của bác Ánh. Cũng thay lời cho gia đình rất là cảm ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa nơi giáo xứ chúng ta đã suốt những ngày qua đã cầu nguyện cho gia đình bác, đồng hành với bác trong cái nghĩa cử tình yêu thương chúng ta trao gửi cho nhau. Đặc biệt là chúng ta cũng đã giúp đỡ cho gia đình bác một chút về phần kinh tế để bớt đi những gánh nặng trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị em đi xa quê rất là nhiều, đi làm ăn xa cũng rất là vất vả, nhưng đã đồng hành với gia đình của bác Ánh, đặc biệt đồng hành với giáo xứ chúng ta trong tất cả các công việc từ trước đến giờ, như đang trong thời điểm để chúng ta quy hoạch nghĩa trang này. Mọi người cũng đã hy sinh để lo công việc chung. Đó là một tình yêu chúng ta đã dành cho Chúa, dành cho giáo hội, dành cho giáo xứ, dành cho tiền nhân, dành cho anh chị em chúng ta sau này. Xin Chúa trả công bồi hậu cho tất cả mọi người. Và kính thưa cộng đoàn, ngày mai, sáng mai 5 giờ có thánh lễ thánh kính thánh Giuse thợ công nhân. Chúng ta cũng cầu nguyện chúc lành cho các công việc của các gia đình chúng ta. Và xin cộng đoàn chúng ta tham dự thánh lễ lúc 5 giờ sáng. Và chiều mai 18 giờ, nghĩa là 6 giờ, chúng ta khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Trong cộng đoàn chúng ta ai cũng được ơn của Đức Mẹ, ai cũng có lòng yêu mến Đức Mẹ, đặc biệt là các con hoa, nơi các dì đã rất là hy sinh trong suốt gần 20 ngày qua, đã tập luyện cho các con hoa để nó lên lòng biết ơn đối với Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ. Vậy xin chiều mai chúng ta đúng 6 giờ chúng ta khai mạc tháng hoa. Xin mời ban anh em truyền thông cũng như là chúng ta chuẩn bị để cho chúng ta việc dâng hoa tại trong nhà xứ được tốt đẹp, vì cũng chúng ta cũng chi phí rất là nhiều, nên là xin khai mạc tháng hoa. Xin khai mạc tháng hoa chúng ta sẽ không làm 3 kiểu hoa nữa, mà chúng ta nghĩ lại kết thúc tháng hoa, vì cũng là một cái vất vả cho cộng đoàn chúng ta. Chúng ta dâng lên Mẹ những bó hoa lòng của chúng ta, sự hy sinh của chúng ta thì rất là đại ý nghĩa. Vậy xin cộng đoàn chúng ta, nhất là các đoàn hội chúng ta, mai có các đoàn hội chúng ta, các đoàn chúng ta dâng hoa. Thứ nhất là xin các con thiếu nhi, chúng ta sẽ dâng hoa đúng lúc 6 giờ, sau đó tiếp tục đến lễ sinh. Thứ ba là đến hội con Đức Mẹ. Thứ bốn là giáo họ Hoàng Xá. Thứ năm là chị em Chợ Hới. Còn rất là vui, chị em Chợ Hới không cùng là công giáo, thế mà họ tập hoa cách đây cả 20 mấy ngày nay rồi.
có mỗi bà Hoàng Thơm, bà Thơm, bà là người công giáo thôi. Thế mà tất cả chị em chợ Hới toàn làm ăn kinh doanh. Ví dụ như Xuân Tử, ví dụ như bà Hiệp, rất là nhiều người họ làm ăn kinh doanh, họ bận mải lắm, nhưng họ vẫn dâng hoa kính Đức Mẹ với chúng ta. Đó là một tình yêu đặc biệt. Đây cũng là tinh thần truyền giáo để chúng ta cảm nhận thấy Chúa và Mẹ sẽ yêu thương những con người đã hy sinh cho cộng đoàn chúng ta. Vậy xin cộng đoàn chúng ta sau khi dâng hoa xong, chúng ta sẽ rước xung quanh nhà thờ khai mạc tháng hoa của chúng ta, và chúng ta vào dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ rất là nhiều. Xin ca đoàn giới trẻ chúng ta sẽ hát lễ tối ngày mai. Xin cộng đoàn chúng ta hãy cố gắng vì tình yêu, đặc biệt trong những ngày chúng ta còn đang lễ nghỉ, chúng ta cũng cố gắng hy sinh. Tại vì con cũng nhìn thấy những ngày lễ nghỉ như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, chúng ta còn ngày thứ ba chúng ta cũng là lễ nghỉ nữa, nên con bảo thôi, chúng ta cũng hy sinh ba ngày đều rước cả. Mấy chị em ở trong miền Nam về bảo thấy chả bao giờ thấy nhiều rước như vậy, mà chúng ta vẫn yêu mến. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, chúng ta nói lên lòng đức tin của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Con cũng thay lời cho quý sơ, xin chân thành và bản thân con đấy chứ, cảm ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho chính đời sống phục vụ dâng hiến của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ đời sống của những người dâng hiến như chúng con. Nhất là cộng đoàn chúng ta cũng cầu nguyện cho các cha sáng thứ năm sẽ nhận được bài sai, cho dù ở đâu vẫn vâng theo thánh ý Chúa với lòng yêu mến. Thì đó là sứ điệp bài sai mà Chúa mong muốn nơi giáo hội chúng ta. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành quy lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.